biết đèn xanh mà người ta không đi, người ta nghe nhạc gì không? Nhạc gì? EDM. EDM. Có một cái loại nhạc cụ mà nó biết di chuyển. Ghê vậy? Gọi là cái trống trường. Còn một cái loại nhạc cụ mà mấy thằng chap boy với ông Trung rất là sợ. Hả? Đàn bầu. Sợ không? Sợ không? Ừ. Bảo là không sợ đi. Tôi biết cái thằng này nó nghe nhạc gì luôn rồi. Nhạc trap. Biết là những người mà thích âm trầm, người ta gọi là gì không? Là gì? Daisy. My Daisy. Có một cái loài hoa mà những nghệ sĩ nhạc cha người ta rất thích. Hoa gì á? Hoa loa kèn. Mấy anh DJ EDM á, anh có một cái lư rất là hay. Nó phóng điện. Cái lư? Ừ. Cái gì? Cái lư điện tỏa.